Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile, bên mình là chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại, laptop, đồng hồ, iPad nha. Có hỗ trợ trả góp và ngân hàng và có thể tín dụng. Địa chỉ là số 66-27 đường Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trong fanpage là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video nha. Số điện thoại là 0839444100. Số thứ hai là 0618748 nha. Hai số này mình có xài Zalo, mọi người muốn xem hình ảnh chi tiết máy thì mình cứ nhắn tin qua trang fanpage hoặc là Zalo. Thời gian làm việc là từ 8:30 sáng đến 8:00 tối, chính sách bảo hành sẽ là 3 tháng, 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu tiên. Phụ kiện đi kèm theo máy là cáp sạc nha. Mọi thông tin chi tiết mình để dưới phần mô tả video nha. Mọi người chỉ cần kích vào phần mô tả video sẽ ra đầy đủ tất cả thông tin cho mọi người tham khảo nha. Bên mình thì nhận giao lưu trao đổi ship co toàn quốc luôn. Thì hôm nay mình cũng có về được một số dòng điện thoại mới giới thiệu tất cả mọi người nha. Cây này là cây đeo Votro nha. 3405. Đây. Đeo Votro nha, 3405. Thanh lý rẻ cho mọi người nha. Đẹp keng luôn. Votro 3405 nha. Anh em search này sẽ ra cấu hình nha mọi người. Hàng chính hãng luôn, Votro 3405. Cái này giá bán của bên mình sẽ là 6 triệu nha, đeo Votro. Một cây nồi đồng cối đá nha. Đây, nồi đồng cối đá ThinkPad. Core i5 ThinkPad nè, E409 nha, 409. Thanh lý cho mọi người thôi, với giá là 3 triệu rưỡi nha. 3 triệu rưỡi, ThinkPad 490. 3 triệu rưỡi nha. Ngoại hình còn khá đẹp luôn. Tiếp tục thanh lý nữa nha. Thanh lý. Con này là con đây. Acer A515 54 series nha. Con này như coi 5. Coi 5 thế hệ 10 hay 11 vậy đấy. Coi 5 thế hệ 10 nha. Coi 5 thế hệ 10. Đều Votro. Con này là con Acer chứ. Acer. Thanh lý cho mọi người luôn nha. Coi 5 thế hệ 10. Thanh lý cho mọi người với giá là 5 triệu rưỡi nha. 5 triệu rưỡi thôi. Lenovo ThinkPad nha, ThinkPad. Con này chạy chip Ryzen nha, ThinkPad nè. Ngoài hình thì nó có hơi cắn, hơi chạy xíu, hơi xấu nha. Thanh lý nhanh luôn. Đây, con này chạy chip Ryzen 5 thế hệ 4 nha. Thế hệ 4 Lenovo ThinkPad. Đây, giá rẻ nha. Thanh lý cho mọi người 5 triệu nha. ThinkPad nè, 14G2 nha. Con này chạy chip Ryzen 5 thế hệ 4. ThinkPad nữa nha. Đây, Lenovo ThinkPad, nồi đồng cối đá nha. Máy toàn zin không. Con này là T480 nha, 480. Máy này máy Mỹ nha mọi người. ThinkPad. Thanh lý cho mọi người nhanh nha, 3 triệu. 3 triệu thôi. Sharp R6 nha, RAM 12/128. Camera Leica. Máy thì ngoại hình còn khá đẹp nha mọi người. Giá bán là 4 triệu 9 nha, Sharp. iPhone XS Max 64GB, pin 80 nha. Giá bán chỉ có 5 triệu 8 thôi, 5 triệu 8. iPhone 11 Pro 64GB, pin 96, 7 triệu 150.000 nha. 11 Pro 64GB, pin 100, 7150. iPhone 12 64GB, pin 84 nè, ngoại hình đẹp nha, đẹp như đẹp 99 luôn, 8 triệu 2. iPhone 12 Pro Lock nha mọi người, 128GB, pin 87, giá hôm nay chỉ có 7 triệu 8 thôi nha, 12 Pro.
iPhone 12 Pro Max máy lock nha. Hôm nay mình giảm cho mọi người còn 10 triệu rưỡi nha, 12 Pro Max 128GB máy lock. 12 Pro Max 256GB pin 85 nha, 13 triệu rưỡi nha, 13 triệu rưỡi. Còn một cái iPhone 13 128GB pin 86 nha. Ngoại hình đẹp 98, đẹp 98 nha. Giá bán của bên mình là 11 triệu 6 nha, 11 triệu 6. Con này là con iPad Pro M1 12.9 inch nha, màn hình cực kỳ to luôn, bản 128GB, hàng chính hãng nha. Có thêm cả bút Apple Pencil 2. Cái bút này thì giá bán của bên mình sẽ là 1 triệu 8 nha, Pencil 2 nha mọi người, 1 triệu 8. Đó. Còn con iPad Pro này thì giá bán của bên mình sẽ là 14 triệu rưỡi nha, 14 triệu rưỡi. iPad Pro 12.9 thế hệ 4 nha, M1 12.9 inch khá là to luôn, 14 triệu rưỡi nha. M1 Samsung Galaxy Tab A8 nha. Tab A8. Con này màn hình 10 inch nha, RAM 4/64GB. Máy thì đẹp như đẹp 99 luôn nha. Giá bán của bên mình sẽ là 3 triệu 4 nha, Tab A8. Xiaomi Mi Band 5 nha. Mi Band 5 đẹp keng 99. Giá bán là 4.850.000 nha, RAM 6/128, chip 860, màn hình độ phân giải 2K. Màn hình con này thì 11 inch nha, Mi Band 5. Full box. Chip 860 nha, màn hình con này 120Hz rồi. Con này là con Redmi Band SE, RAM 4/128GB, màn hình cũng 11 inch nha, màn hình khá là to vì màn hình mỏng. Giá bán là 3.150.000 nha, 3150. Con này là con Lenovo C-Ocean Pad Pro 2021 nha. Giá bán của bên mình cái này cực kỳ rẻ thôi, 5.350.000 thôi. C-Ocean Pad Pro nha, chip 870 luôn, chip khá là mạnh luôn nha, 870, màn hình độ phân giải 2K. Màn hình con này được cái là màn hình OLED luôn, màn hình OLED nha. Trong tầm giá thì con này là vô đói luôn nha mọi người, chip mạnh, màn hình đẹp, giá rẻ nữa. Còn một cây iPad Gen 7 nha, 32GB Wi-Fi, Gen 7, 32GB Wi-Fi nha, máy đẹp keng luôn. 4 triệu 2 nha, Gen 7, 32GB Wi-Fi, 4 triệu 2 thôi. Con này là con iPad E, iPad E1 16GB nha, Wi-Fi 1.950.000 nha, E1 16GB Wi-Fi 1.950.000 thôi, mà ngoài 97. Con này là iPad Gen 5 nha, iPad Gen 5. Giá bán của bên mình cái này chỉ với giá là 3.400.000 nha, Gen 5 3.400.000 thôi, bản Wi-Fi. Samsung, con này là A70 nha, Galaxy A70. Con này vỏ hơi xấu thôi, vỏ hơi xấu, RAM là 6/128 nha, A70 nè. Vỏ nó hơi xấu nha mọi người, vỏ thì nó bị bong sơn. Con này ra cũng khá lâu rồi, máy zin nha. Mình bán giá rẻ thôi, 1.750.000 nha, 1.750, giá như giá màn hình nha mọi người. iPhone 15 Pro Max nha, 15 Pro Max phiên bản Mỹ, máy đẹp. Pin 100 nha, phiên bản Mỹ 256GB, pin 100, máy đẹp keng như mới luôn, keng như mới luôn nha, phiên bản Mỹ full box. Cây này thì giá bán của bên mình chỉ có là
27 triệu 500 nha, 27 triệu 500, 15 Pro Max nha, 27 triệu 500 thôi. iPhone XS 64 GB, pin còn 96 nha, máy zin chuẩn nha, XS giá bán là 4 triệu 6, 4 triệu 6 nha. iPhone con này còn Samsung S23 Ultra, hàng Việt Nam, 2 SIM, còn bảo hành nha. Máy thì ngoại hình đẹp 98 nha, S23 Ultra, 16 triệu rưỡi nha. Bản RAM 8, bộ nhớ 256 GB, hàng Việt Nam nha, 16 triệu rưỡi. Xiaomi Mi 11T nha, RAM 8, 128, con này màn hình nó có ám rất là nhẹ luôn, cực kỳ nhẹ. Chip Dimensity là 1200 nè, màn hình OLED, camera 108 chấm, 3 triệu 450 nghìn nha, 3450. iPhone 11 Pro Max 64 GB, con này pin 84 nha, pin 84, 8 triệu 7 nha, 8 triệu 7. Oppo A57 RAM 4 GB 64 nha, 2 triệu 6 thôi, A57 nha, 2 triệu 6. Realme Q5 5G, con này RAM 12, bộ nhớ 256 GB, 3 triệu 750 nghìn nha, 3750. Oppo K10 nha, con này chip cực kỳ mạnh luôn, K10 5G, RAM 8 GB, giá bán của bên mình sẽ là 3 triệu 750 nghìn luôn, K10 5G nha, một con máy chip mạnh, 3750. Con Oppo A57 máy đẹp nha, 2 triệu 550 nghìn, màu đen. Poco X4 GT, RAM 6 128 nha, con này chạy chip khá là mạnh, 8001 nha, Dimensity 8001, giá bán là 3 triệu rưỡi thôi, 3 triệu rưỡi. K30 5G nha mọi người, RAM 6 128, máy xách tay chưa tiếng Việt nha, K30 5G, 2 triệu 7 nha, 2 triệu 7. Hôm nay con Nova 9 xe thì mình sẽ giảm giá cho mọi người còn 3 triệu 850 nghìn nha, Nova 9 xe RAM 8 128 nha, 3 triệu 850 nghìn. Và mình có một cây đây, cũng là Nova 9 xe luôn, đây đẹp keng luôn, phun bóc luôn nha, cây này cũng giá bán là 3850 nha, Huawei Nova 9 xe, một cây máy màn hình đẹp, camera đẹp nha. Hôm nay thì mình còn một ít đồng hồ nha, khá là đẹp luôn. Đây, đây là cái đồng hồ Galaxy Watch 3 nha, size cái này là size 41 nha mọi người, Galaxy Watch 3 size 41 này, viền là viền thép nha, là viền thép nè. Cái này chỉ giá bán của bên mình chỉ có 1 triệu 2 thôi, Galaxy Watch 3 nha, 1 triệu 2, còn khá là đẹp luôn, size 41 nha, size 41, hôm nay giảm giá còn 1 triệu 2 thôi. Đây, mình có đẹp keng luôn, Galaxy Watch 4 nha, Galaxy Watch 4 đẹp keng luôn, như mới luôn nha mọi người, như mới luôn, Galaxy Watch 4 Classic size 46 nha, màu đen, đẹp như mới luôn nha, đẹp như mới như thế này nè, thì giá bán của bên mình là 2 triệu nha, 2 triệu thôi, Galaxy Watch 4 Classic size 46. Galaxy Watch 3 nữa nè, khá là đẹp luôn, bản này bản thép nha mọi người, bản thép này khá là đẹp luôn nha, giá giờ có hơn một cũ thôi. Cái Galaxy Watch 3 này thì mọi người xài pin cực kỳ ok luôn, pin khoảng hơn một ngày và nó có thể nghe gọi như điện thoại luôn nha, pin cũng khá là ổn. Tiếp theo là Galaxy Watch 4, con này bản SIM luôn, bản LTE, ngoài nó hơi trầy nè, tầm 97 nha, hơi trầy, size 44 LTE, ngoại hình hơi trầy xíu nha, thanh lý cho mọi người 1 triệu 8 thôi, 1 triệu 8 thôi nha, Galaxy Watch 4 size 44 bản LTE có thầy SIM nha, 1 triệu 8. Mình còn nhiều dòng đẹp lắm, Galaxy Watch 4 đó nè, còn khá đẹp luôn nha, thanh lý cho mọi người luôn, đây còn đẹp keng luôn,
Màu này là màu kem nha, Galaxy Watch 4 đẹp keng luôn nha, size 40. Size 40. Cái này thì giá bán của bên mình là 1.850.000 nha, 1850 nha, Galaxy Watch 4 đẹp keng, size 40. Và mình có màu xanh nữa. Trời, màu xanh này cũng đẹp keng như mới luôn. Size 14-14 nha, size 44, màu xanh đẹp keng như mới luôn nha. Đây, màu xanh này khá là đẹp nha mọi người, Galaxy Watch 4 nha. Cái này thì giá bán của bên mình sẽ là, xanh đẹp keng như thế này, giá bán của bên mình là 2 triệu nha, 2 triệu Galaxy Watch 4, size 44, đẹp keng như mới luôn nha, 2 triệu thôi, khá là đẹp nha. Giá này nó khá là rẻ nha mọi người, khá là rẻ luôn, Galaxy Watch 4, size 44 luôn, khá là đẹp luôn, đẹp keng như mới luôn. Tiếp theo mình có những cái thanh lý nè, Galaxy Watch Active 2 nè, Active 2 giá rẻ cực kỳ rẻ luôn nha, Galaxy Watch Active 2 đẹp như thế này thì mình thanh lý cho mọi người với giá là 850.000 thôi nha, 850.000. đây còn khá là đẹp luôn nha, Galaxy Watch Active 2 size 40 nha, size 40 nhỏ gọn, 850.000 thôi nha, chỉ với giá 850.000. Galaxy Watch 3 size 40, con này size 45 nha, Galaxy Watch 3 bản Wi-Fi. Đây size 45 này, màu hình đẹp keng này, đây khá là đẹp luôn. Galaxy Watch 3 nha. Watch 3 này thì giá bán là 1.550.000 so size 45. Máy đẹp nha, máy đẹp, đồng hồ đẹp với giá đó nha mọi người. Tiếp theo Galaxy Watch 4 tiếp nha. Galaxy Watch 5 size 44 nha, màu đen, Galaxy Watch 5 này. Đẹp keng luôn, màu đen. Size 45 nha, thanh lý cho mọi người với giá là 2.350.000 nha, 2.350.000, size 44 nha, Galaxy Watch 5 size 44, Galaxy Watch 3 size 45 thì mình còn khá là nhiều nha, đẹp. Galaxy Watch 4 tiếp, bản Classic nha, bản Classic, bản thép nha, bản thép nha mọi người, Galaxy Watch 4 bản thép, đẹp keng như mới như thế này, Galaxy Watch 4 này còn đẹp keng như mới luôn, Classic size 44, 2.2 nha, 2.2. Bản Classic nó rất là cao nha mọi người, bản Classic nó mắc tiền hơn bản kia thường rất là nhiều. Đây Galaxy Watch 3 nè, bản thép nè, đây khá đẹp luôn, đẹp keng 99 luôn nha, Galaxy Watch 3 bản thép keng 99, size 45, 1.550.000 thôi, size 45, 1.550.000. Và mình còn nhiều màu lắm nha, Galaxy Watch 4 mình còn thêm cả màu trắng, màu đen đồ khá là nhiều nha, size 40, máy còn khá đẹp luôn nha mọi người, còn khá đẹp. Oppo Reno 11 5G nha, Reno 11 5G. Đây, con này kịp cầm camera cực kỳ hầm hố luôn. Cái mặt lưng văng rất là đẹp luôn nha, Reno 11 5G full box. Giá bán của bên mình hôm nay chỉ có giá là 7.500.000 nha, 7.500.000 thôi, Reno 11 5G nha. Bảy triệu rưỡi nha mọi người. Xiaomi Mi 13T nha, đây mặt lưng giả da cực kỳ đẹp luôn, viền màn hình khá là mỏng luôn nha, viền màn hình khá là mỏng, màn hình OLED. Con này RAM 8 bộ nhớ trong là 256GB, RAM 8GB, Mi 13T, camera đây, siêu đẹp nha. Mi 13T này thì giá bán của bên mình sẽ là, hôm nay giảm giá cho mọi người nha, còn 7.900.000 thôi, 7.900.000. Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro 5G. Giá bán của bên mình cây này là 4.800.000 nha, Note 13 Pro 5G, full box nha. Con này RAM sẽ là 8GB, bộ nhớ trong 128, Note 13 Pro, chip cực kỳ mạnh nha. Con này như chip Snap 7S Gen 2 nha mọi người, giá bán là 4.800.000 thôi.
Samsung Galaxy Z Flip 3 RAM 8/128 nha. Full box nha. Máy đẹp như mới luôn, máy đẹp như mới, Z Flip 3. Z Flip 3 cây này thì bên mình bán cho mọi người với giá chỉ có 6 triệu thôi, hàng Việt Nam nha, Z Flip 3. Xiaomi Redmi Note 12 5G, RAM 12, bộ nhớ 256GB luôn, Note 12 5G nha. Full box, ngoại đẹp như mới. Con này máy mới luôn nha mọi người, máy mới luôn. Note 12 5G này. Đây. Giá bán là 3 triệu 550 nghìn nha, 3 triệu 550 nghìn, Note 12 5G, RAM tới 12GB, bộ nhớ trong là 256, tha hồ lưu trữ nha. Samsung Galaxy S23, con này thì bản quốc tế nha, bản Canada, máy sách tay chưa tiếng Việt nha, máy này máy mới nha, chưa có xài luôn, máy đẹp 99, RAM 8, bộ nhớ trong 128GB, S23, máy mới nha, máy mới, full box. 9.850.000 nha, 9.850.000. Xiaomi Redmi Note 11. Note 11T 5G nha. RAM 8, RAM 6, bộ nhớ trong 128, máy đẹp như mới luôn. Còn một cây duy nhất nha. Này thì thanh lý cho mọi người với giá là 2.950.000 thôi. Note 11T 5G, RAM 6 128, 2.950.000. LG vơ vẹt Hydro nha, vơ vẹt Hydro, full box luôn. Đây, máy này không khác gì máy mới nha, không khác gì máy mới. Này là lô máy, nhà máy thanh lý ra nha mọi người, nó thanh lý ra, còn cả siêu viền luôn. Chip 888, đây là một cây latch xích cuối cùng của LG nha. Giá bán của bên mình chỉ có là 6.2 triệu nha, 6.2 triệu thôi. Con này là con Nova 9C. Đây. Khá là đẹp luôn, 3 triệu 850 nghìn nha. Nova 9C, 3 triệu 850 nghìn. RAM con này sẽ là 8GB, bộ nhớ trong 128 nha. Mình có hai cây, đây. Cây nãy là nó đĩa là Wiko, còn cây này là đĩa Huawei Nova 9C luôn. Hai cây đều là Nova 9C hết nha. Xiaomi 13T nha, full box. Sạc 67W nha mọi người. Lần này giả da cực kỳ đẹp luôn, Mi 13T. Con này thì RAM sẽ là 8GB. Bộ nhớ trong con này là 256GB nha. Full box khá đẹp. 8 triệu nha mọi người, 8 triệu nha. Mi 13T. Oppo Reno 11 5G nha. Con này thì mới ra thôi, Reno 11 5G. Đây, khá là ken luôn. Con này thì RAM 8 256GB bộ nhớ. Reno 11 5G, cụm camera cực kỳ hầm hố nha. Máy còn khá đẹp luôn. Cái này giá bán của bên mình sẽ là 7 triệu 6 thôi nha, Reno 11 5G, 7 triệu 6. Samsung Galaxy A53 5G, máy đẹp ken 99 nha. Con này RAM 8, bộ nhớ trong 128GB. Máy đẹp không khác gì máy mới nha mọi người, không khác gì con máy mới luôn. A53 5G, 4 triệu 7 nha, 4 triệu 7, A53 5G. 4 triệu 7. Samsung Z4 3 2 SIM RAM 12. Con này ngoại hình tầm 97 nha, tầm 97, hơi trài xíu. Giá bán là 9 triệu 8 thôi, Z4 3 nha, 9 triệu 8. Samsung Galaxy S21 5G 128GB, máy đẹp ken 99 nha, hàng chính hãng nha mọi người, hàng chính hãng, RAM 8 128, đẹp ken 99 luôn, khá là ken, không một vết trầy luôn. Giá bán của bên mình là 5 triệu 8 nha, 5 triệu 8, S21 5G, hàng chính hãng Samsung Việt Nam. Xiaomi 11 Lite 5G nha, bản RAM 8 256GB,
8256GB nha, cái này giá chữa cháy cho mọi người thôi. 2 triệu 9 nha, 2 triệu 9, Mi 11 Lite 5G nè, 2 triệu 9. Samsung S21 FE 5G, RAM 8128 nha, con này chạy nhẹ, 4 triệu 9 nha. 4 triệu 9 thôi, S21 FE 5G, RAM 8128, kính nó có chạy vài đường thôi. Vài đường nhẹ nha, nói chung là nhẹ thôi. Oppo Reno 6 Pro 5G hàng chính hãng, RAM 12, mà nhớ trong là 256GB. Con này nó có hai đường sọc, chip 870, RAM 12GB nha. Giá chữa cháy cho mọi người thôi. 2.850.000 thôi, Reno 6 Pro 5G, 2.850.000 nha. Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, con này thì sườn nó có hơi cắn nha. Bản RAM là 12, bộ nhớ 256GB. Sườn nó hơi chạy thôi. Giá bán là 12 triệu 2 nha, 12 triệu 2. Mình có một cây bản lay new luôn. Cái này lay new. Bản 512GB nha, RAM 12GB hàng chính hãng. Không một vết chạy nha. S22 Ultra, bản 512GB thao hồ lưu trữ nha. Cây này giá bán của bên mình sẽ là 13 triệu rưỡi nha, 13 triệu rưỡi. Hàng Việt Nam. Vivo X70 Pro nha, máy đẹp keng 99, X70 Pro. Keng 99 nha. Một con máy mà camera siêu đẹp, con này chụp hình cực kỳ nét luôn, cực kỳ đẹp nha. Giá bán của bên mình sẽ là 6 triệu 8 nha, X70 Pro 6 triệu 8. Hàng chính hãng nha. Xiaomi Redmi Note 10. RAM 6128 nha, 2.4 triệu. Note 10 màn hình OLED nha, ngoại hình thì nó tầm 98 nha, chạy nhẹ. Redmi Note 10 nha. Z4 4, con này hàng Việt Nam. Đây, nó hơi bị chạy xíu rồi nha, hơi bị chạy tí thôi, hơi bong sơn xíu. RAM là 12GB, bộ nhớ trong 256GB, hàng Việt Nam, sẽ được 2 SIM nha, 2 SIM. Cây này giá bán của bên mình là 13 triệu 850.000 nha, 13 triệu 850.000 thôi. Z4 4 nha. Google Pixel 6 Pro nha, 6 Pro. Cây này thì nó có một cái đốm nhẹ ngay chỗ màn hình nha, ngay góc này một xíu thôi nha, một xíu thôi. Một xíu ngay góc nha. Đây. Cái này giá bán của bên mình sẽ là 5 triệu 2 nha, 5 triệu 2, Pixel 6 Pro 5 triệu 2 nha. Mà nó có một cái đốm nhẹ chỗ đây, ngay góc nha. 5 triệu 2, Pixel 6 Pro. Xiaomi 12T keng 99. RAM 8128GB nha, Mi 12T 8128. Cái này giá bán của bên mình sẽ là 5 triệu 4 nha, Mi 12T, hôm nay chỉ còn có 5 triệu 4 thôi. Vivo V29 5G nha, bảo hành tới tháng 11/2024, máy đẹp keng 99, V29 5G, sở hữu màn hình cong nha. Màn hình cong, cầm camera cực kỳ hầm hố luôn. Con này giá bán của bên mình là 7 triệu 9 nha, V29 5G, 7 triệu 9. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại thì cứ liên hệ trực tiếp với bên mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi những video của mình nha. Nhớ cho mình like, share, chia sẻ, ủng hộ shop mình nha mọi người.